Nhân dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này thì Thiên Vũ đang có những cái chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn dành cho mọi người. Khi mọi người mua sản phẩm loa di động Electro Voice tại Thiên Vũ thì mọi người sẽ nhận được những phần quà vô cùng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Thì để xem những phần quà này là gì mà mọi người cùng theo dõi. Ok mọi người, đây là sản phẩm loa di động Electro Voice EV8. Thì khi mà mọi người lựa chọn sản phẩm EV8 thì mọi người sẽ được tặng ngay hai tai micro Shure BGA48A với giá là 2.390.000 đồng. Còn nếu như mọi người không muốn lấy sản phẩm có dây thì mọi người hoàn toàn có thể đổi sang một cái bộ micro không dây. Thì đây, sản phẩm micro không dây được Thiên Vũ kết tầm lại và sẽ cho ra mắt trước lễ. Thì cái sản phẩm micro này mình sẽ làm một cái video clip ở phần sau để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về chất lượng của nó. Đó. Còn đối với mọi người không muốn sử dụng bộ dàn karaoke di động như thế này thì mọi người sẽ lựa chọn một cái bộ cấu hình đặt tại nhà. Thì khi mà mọi người mua hai loa Electro Voice 30M thì mọi người sẽ nhận ngay một cái van số KX180A phân phối tại 3 sao chính hãng của JBL. Đó. Còn đối với sản phẩm loa Electro Voice 50M thì mọi người mua một cây thôi, mọi người đã được tặng một cái van số KX180A rồi. Thì mọi thông tin chi tiết về cái chương trình khuyến mãi thì mọi người hoàn toàn có thể bấm vào link phía bên dưới để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Thì nếu có vấn đề không hiểu cứ gọi đến số hotline của Thiên Vũ để được tư vấn một cách chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.